quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ốc Thanh Vân rưng rưng khi thấy lá thư viết tay đầy cảm động của bố. Bà mẹ ba con xúc động khi dọn nhà thấy bức thư của người bố quá cố. Theo đó, Ốc Thanh Vân tiết lộ đây là những dòng thư viết tay mà phụ huynh đã dành cho mình. Là gương mặt quen thuộc với khán giả, Ốc Thanh Vân được biết đến với vai trò khi là nữ diễn viên, một MC thân thiện, tình cảm và đầy duyên dáng. Qua các chương trình game show, đến hiện tại cô còn đang hoạt động ở sân khấu kịch. Bên cạnh đó, tổ ấm của người đẹp và ông xã Chí Rùa cũng khiến nhiều người mến mộ. Là mẹ của ba con, cô đã cùng chồng tranh thủ sắp xếp thời gian để chăm lo chu đáo cho gia đình và đưa đón các nhóc tỳ đi học. Ốc Thanh Vân xúc động khi nhớ đến bố. Mới đây trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh những dòng thơ mà người bố quá cố đã từng viết. Cụ thể, bức thư viết tay của phụ huynh viết dành cho cô khiến bản thân lại chợt nhớ đến. Dù bố đã qua đời khá lâu, nhưng người đẹp thi thoảng lại đăng tải những kỷ vật ông đã để lại. Dọn dẹp, tìm thấy thư và thơ của bố, chữ bố đẹp và nắng nót. Thơ bố đa phần dành cho các con giống bố điểm này thích viết, viết rất kỹ, vô cùng quan trọng chính tả và văn phong. Bố viết nhiều lắm, lúc bố đi, con gửi nhiều để bố mang theo, ở xa bố còn viết. Bà xã Chí Rùa chia sẻ. Những dòng chữ nắng nót của ông dành cho con gái khiến nhiều người không khỏi xúc động. Có thể thấy những dòng thơ chất chứa tình cảm của phụ huynh được viết từ tháng 10, 2008, trích với tiêu đề Con Ốc Thanh Vân, con là vườn trăng nguyên vẹn của trời. Mặc giá cả leo thang, mặc chuyện thời nhốn nháo, con cứ tươi, cứ xinh đẹp, cứ huy hoàng. Nghĩ về con thấy cuộc sống đẹp hơn nhiều, bố thương của con. Thanh Vân yêu quý của cha mẹ. Khi con còn bé thơ, con như con thuyền nhỏ, bơi giữa dòng cha mẹ. Mẹ cha làm đôi bờ, ngăn cho đừng sóng vỗ. Nay con lên xe hoa, mẹ cha làm ngọn gió, nâng cánh buồm cho con bay xa. Đến bến bờ nở hoa kết trái, chiều Sài Gòn 13 tháng 10, 2018, bố mẹ Phạm Bá Quát. Đồng nghiệp và người hâm mộ cảm động khi thấy những lời nói của phụ huynh. Ngay sau khi chia sẻ, nữ MC nhận khá nhiều lời khen ngợi từ bức thư viết tay của ông, cũng như động viên cô cho những nỗi buồn khép lại vì sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua. Nhiều khán giả sau khi nhìn thấy những dòng chia sẻ của Ốc Thanh Vân đã không kìm được xúc động. Chữ ông đẹp, ông tâm hồn thơ, ông ngoại nét chữ đẹp thơ hay, cảm động quá chị ạ, à. Em đọc mà rớt nước mắt luôn chị. Cảm động biết bao tình cảm, tình yêu thương của người bố dành cho con qua những câu thơ. Nữ diễn viên hài Kiều Linh đã an ủi đến cô. Em hãy vui và hãnh diện vì em có một người bố tuyệt vời em nhé. Những lời khen của cư dân mạng dành cho người bố quá cố. Nhìn lại những hình ảnh này, cô càng nhớ ông hơn. Vào những ngày giỗ của ông, bà mẹ ba con cũng thường đứng trước di ảnh và bật khóc khi nhớ đến bố. Giờ đây mẹ ruột chính là nguồn động lực để cô tiếp tục và cố gắng chăm sóc bà. Thỉnh thoảng Ốc Thanh Vân cũng đưa mẹ đi du lịch riêng ở trong và ngoài nước. Để vơi đi nỗi nhớ bố, cô cũng thường xuyên viết những dòng thơ, dòng nhật ký cất giữ lại và trải lòng lên trang cá nhân. Người hâm mộ hy vọng thời gian dài cô sẽ cố gắng nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, hãy vui vẻ bên mẹ ruột và gia đình của mình.